Mình xin chào bà con. Hôm nay mình xin giới thiệu cho bà con một cái lô đất này. Đất của mình nó giáp cái mặt đường này nha bà con. Để giáp cái mặt đường này, chạy sâu vô bên trong thì nó có cái mặt đường này nó khoảng hơn 200 mét nha bà con. Thì ở đây là mình nói luôn cái diện tích cho bà con là hai chủ kết hợp. Đất này là hai chủ kết hợp từ mỗi cái chủ này. Chủ này là có diện tích là 7 hectare. Đường này chạy ra về phía bên tay trái mà chạy vô bên trong thì có một chủ nữa là 3 hectare liền kề với đất này luôn, cũng cùng một thửa đất đó. Thì tổng cộng hai chủ là 10 hectare, thì mình thông tin luôn cho bà con. Thì ở đây mình chỉ cái tuyến đường cho bà con nè, là cái tuyến đường này hiện tại nó là đường đất nhưng mà nó là đường liên thông ra đường quốc lộ 14C luôn nha bà con. Đó, đường này là đường tráng nhựa. Còn cái đường phía bên tay trái bên đây là đường này là đường cục chạy vô đụng bờ hồ là hết. Đó, thì đất của mình là nó giáp mặt đường này. Đây mình quay một vòng để cho bà con xem qua. Đó, đi về hướng này là đi ra trung tâm huyện, thì từ cái vị trí đất của mình đây mà đi ra trung tâm huyện Tuy Đức thì nó chỉ có 1 cây rưỡi số thôi nha bà con. Đó, nhưng mà để từ cái vị trí đất của mình đây từ đầu rẫy này đi ra khoảng chừng 300 mét thôi, 300-400 mét thôi. Đó ngay chỗ cái nhà kia, đó là nó có một cái ngã ba nữa, khu đó là dân cư ở đông lắm. Thì đất của mình là từ cái vị trí này bà nha bà con, đó. Từ cái vị trí này hất qua phía bên thì phải chạy thẳng tầm tấp xuống ở dưới đụng ao hồ luôn nha bà con. Quay một vòng cái cảnh quan xung quanh để cho bà con xem qua luôn. Ở đây là dân cư ở tương đối đông nha bà con. Là đất của mình là nó từ phía này hất về phía bên tay phải của mình là chạy về phía trước. Bên trong có nhà luôn nha bà con. Để bây giờ mình vô bên trong nhà mình phía bên trong mình quay cho bà con xem qua. Đất mình là nó có cái bờ ranh thẳng luôn nha bà con, như là xung quanh người ta rào lưới B40 hết rồi. Đó. Thì cái phần đất của mình là nó từ cái vị trí này đó, theo cái lưới B40 này là hất về phía bên tay phải bên đây. Còn bên đây là nhà chòm xóm rồi. Đất của mình là nó hầu như là xung quanh là người ta rào lưới B40 hết rồi. Đó, từ cái vị trí này hất về phía bên tay phải mình, phía bên đây nên mình quay lại một vòng cho bà con xem. Đó, đất của mình đó, từ con đường này hất về bên này, chạy dài qua bên kia. Thì riêng cái lô đất mà của một chủ là 7 hectare là nó có cái mặt đường là 180 m nha bà con. Đó. Thì bà con nào mà muốn mở rộng diện tích ở cái khu này thì liền kề cái đám này phía bên trong nữa, thì của một chủ khác là có 3 hectare nữa. Thì mình tiện thể thông tin luôn cho bà con, nếu bà con nào mà xem qua clip của mình mà quan tâm cái lô đất diện tích lớn này thì kết hợp mua luôn, là tổng hai lô này là 10 hectare đó. 10 hectare. Bà con nào mà xem qua clip của mình thì nếu mà thấy quan tâm lô đất này phù hợp với mình thì alo cho mình qua số điện thoại 0972 158 358 để mình dẫn bà con đi xem thực tế cái lô đất này. Hoặc là kết nối Zalo với mình qua số điện thoại trên để mình thông tin thêm cho bà con về cái hình ảnh hoặc là sổ. Đó. Cái khuôn viên rất là đẹp luôn nha bà con. Ở đây thích kêu biệt thự cũng được, biệt thự hay biệt lập gì đó, đất rất là bằng đẹp luôn. Chủ nhà trồng cây cảnh rất quá chừng luôn, nguyên một vườn mai luôn.
đây trồng hoa ra gì đây nè. À, mình thông tin thêm cho bà con là chủ nhà bán là để lại đồ đạc tất tần tật ở trong nhà nha bà con, chỉ để mà xách áo quần ra đi thôi. À, điện 3 pha luôn nha bà con, tưới tưới điện luôn. Đây, cái đường này là đi giữa rẫy của mình, dẫn thẳng xuống dưới ao luôn. Đó, lô đất rất là bằng đẹp nha bà con. À, mình báo cái giá luôn cho bà con là đất này chủ nhà kêu cái giá là 700 một hect nha bà con. 700 triệu một hect. Giá có thương lượng. Đó. Đất thì rất là đẹp luôn. Lô đất này thì không thể chê được. À, mình thông tin thêm luôn cho bà con. Theo như chủ rẫy nói thì cái phần mà cà phê là nó hơn 4.000 cây cà phê nha bà con. Còn tiêu thì trước đây chủ vườn trồng là khoảng 2.000 trụ, nhưng mà bây giờ còn lại khoảng 1.000 trụ thôi. Đó. Cái số mà còn đẹp để mà cho thu á, số tiêu mà còn đẹp đó cho thu á thì nó còn khoảng 1.000 trụ thôi. Thì ở đây mình lấy cái số tròn là 4.000 cà 1.000 tiêu của riêng cái chủ đất là 7 hecta. Đất này có sổ đầy đủ nha bà con. Lô đất này rất là bằng đẹp. Bà con nào mà có điều kiện mở rộng diện tích mua cái khu này là kết hợp hai rẫy liền kề là tổng diện tích là 10 hecta. Còn nếu mà mua riêng cái đám này thì có 7 hecta thôi. Sáng nay mình thông tin thêm luôn cho bà con là cái lô đất này trước đây có nhiều người người ta có nhà ý muốn mua là để xây một cái viện dưỡng lão hoặc là xây nhà thờ. Đó. Nhưng mà lúc đó thì chủ nhà người ta chưa có cần bán. Đó, cho nên là chưa giao dịch được. Còn bây giờ chủ rẫy là cần bán. Đó, thì mình thông tin cho bà con. Đất mình là nó giáp xuống dưới cái mặt nước đây nha bà con. Đó. Đây là đầu nguồn của đập thủy lợi. Đất của mình là nó giáp qua tuốt bên kia, bên cái hàng mít bên kia, hất về phía bên bên mình đây. Đó. Thì bà con nào mà muốn mua mở rộng diện tích là liền kề đó là có 3 hectare nữa.